ăn nha. Đó, đó luôn nè, đó 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 đó, ô ô ô ô đó đó đam rồi đó, ô ô bự ghê không nè, coi đó, ô ô ăn nha, còn nó kéo vô đó nữa, có có, ô tô con này bự hơn nữa nha, đó đó, ô ô ăn nha, đó nó trộn tim nữa, nó tim nữa nè, đó đó nó ăn nha, đó đó. Con cá gì đây, ô con cá gì bự lắm nha. Rồi, cô cá mong kính chào nha. Rồi, đầu năm mới chúc cô chú anh chị các bạn được nhiều nhiều sức khỏe nha. Lâu nay mình cũng kẹt công việc nên mới không có đi câu được. Ngày nay mình cũng có đi câu với anh Mười. Nay anh câu theo những kinh nhỏ nha. Rồi, đầu video chúc cô chú anh chị các bạn xem clip vui vẻ, được nhiều sức khỏe. Đem về camera. Hôm nay mình câu theo mấy mương nhỏ này nha. Đó. Thì anh Mười ổng chiến đây trước rồi. Đó. Thì mình câu cứ cặp theo cái mương nhỏ ấy, dọc dọc vậy đó. Dọc vô tới đó, tới đồng lúa đó, đồng đó luôn. Mưa kinh thì cũng nhỏ, câu thường thường câu mấy mương nhỏ này nó nhiều. Thì chút nữa hai anh em câu có cá ghi hình cả nhà xem. Mười thì ổng chiến ngay ngõ ba nè. Chồng nó ụp quá trời anh mà. Ừ. Này đây ta cũng theo cái bài kinh này nè, ta trồng mít mới trồng. Mình mấy cục đầu mình hay thả trứng kiến nha. Xong rồi sao mình hay câu dế nhiều hơn. Thả trứng kiến để mình giống vịt một tụ vậy. Nó không ăn, nó ăn luôn nha, trứng kiến ăn luôn. Đó. Nhả đây. Đó là nó ăn, còn ăn. Ăn nha. Đó. Mình nhịp nhịp xuống gác, nó đi. Nó đi nè. Đó. Rồi mình lộ, mình chưa gác máy nè. Câu thử rồi mình có không? Rồi mập ra nha, thành gã ăn nha, mang chạy đi, không rút đi không. Đó, nó rút, trời ơi. Cá ăn nha. Đó. Thục mới ghé. Đó đó đó. Nó rút nè, nó rút nè. Đó. Đó. Bên kia. Câu cái ấy mình chưa gác máy lên. Biển gác máy quá. Rồi, xếp luôn. Đây, đây mấy con nữa. Ăn luôn nha. Nó gị luôn à. Đó. Đó. Đang nhấp nó ăn luôn.
quả quả đã rồi luôn luôn thằng cả. Ăn luôn nha. Đó, nó lấy nữa nè. Đó, đó. Ôi trời ơi, con này bự không vậy? Giằng ôm luôn nha. Ồ. Con ăn vàng. Quá đã. Hơn cả. Ăn nha. Đó, chạy chạy vô đó nữa. Nó chạy vô đó nữa nè. Đó, bự nữa nè. Chui mấy lùm cây còn mấy con rù. Khó lấy nha. Cây không. Còn một lúc luôn nha. Có đã. Khó bắt cá. Lúc luôn. Hồi gỡ. Ăn nha. Đó, nhịp nhịp nữa. Nãy kéo ngang dướng cái phao hư dư. Đó. Dư phao ăn luôn nha. Bình lên chắc dính rồi quá. Chắc dính rồi thiệt. Đó. Bình lên là dư phao. Hình gã. Nó rút rồi. Ôi sấy à. Ôi sấy con bự ghê mà ơi. Ăn nha. Đó. Đó luôn nè, đó. 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 Đó, trời ơi. Nó bự. Cá ăn nha. Đó. Đó rút nè. Đó. Con cá này cá đực mà mời gỡ luôn rồi. Ngậu dưới đây khó gỡ quá. Dính không giật dữ à. Ăn luôn nha. Lấy luôn luôn nè. Đó. Ôi ôi. Lần nào vô đây em cũng hốt á. Gỡ lên rồi. Ăn luôn nha. Đó. Em ăn hai cái giật dính hai con mà nó.
gỡ lên thả xuống dưới. Nhát đó, 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 đó. Còn ăn. Đó, còn ăn, đó. Đó. Lần nào vô đây cũng làm trước 10 ba bóng con. Gỡ em luôn cái mặt, phải leo xuống. Được nhiều quá. Ừ. Ăn nha. Nó đi nè, nó đi nè. Đó, con này bự nè. Đó. Con này ú quá nè. Không, con này ú anh. Con này bự thành bành luôn vậy thôi chứ. Quá đã. Ăn luôn nha. Đó. Nó đi vô đó. Ừ. Đúng rồi. Câu cái này chứ không bự là sao? Con này còn bự ghê đó. Cá mắc cạn nha. Quá trời luôn. Nè. Nó đâu con cá đó. Trời hay gì? Trời. Còn đây có mấy con cá gì nữa. Mấy cá trê nha. Nó đó, con này được điệp. Mấy con cá trê gì nữa, bự ghê. Đây có con gì dài dài đi. Đó đó. Nhỏ ha. Ừ, xinh quá. Mình cũng muốn. Không có. Xinh quá trời. Đó là cái trời, này kia mấy cái nó chạy vậy. Đó, này đó chắc cái trời nữa nha. Còn đây nó mấy con. Đó, đó, đó. Chạy bự ra nha. Đi chặt cá trê luôn. Đằng này có lú đầu lên cá gì nè. Đó, mấy con nữa nha. Kêu bự kìa. Rồi mình thả xuống cái ăn luôn, không kịp quay luôn nha, không có rô. Rô mình kia luôn, không kịp quay luôn. Vừa thả xuống gốc cây thử nghe, ăn ngẩn táp luôn. Rô quá nã, thôi mình gỡ. Ăn nữa nha, đó. Nó vị nữa nè, đó, lấy nữa nè nha. Đó. Đó, con nữa. Nãy con kia quay không được à. Quá đã. Trồng cái lùm cây. Rồi quá đã nha.
hên gã. Ăn luôn nha, nó ăn luôn đó. Ôi, mập thu lù luôn nha. Ui ui, quá đã không? Ôi đằng đẵng mượn lên cái rô bự ghê kìa. Ôi. Giờ mình ra kinh bự nha nha. Ôi cũng câu. Cái rô hết hồn cái rô thiệt chứ. Quá đã, gỡ anh mượn. Gỡ anh mượn. Ăn luôn nha. Đó đó, đó. Nó rút nè, đó. Đó, thôi. Nó đã. Còn mấy hốc cây mới đã, có rồi đã. Hên gỡ. Nó lên táp luôn nha. Mày lên táp luôn. Đó đó, nó đáp. Ồ, con này bự. Nó đáp luôn, đó. Quá đã. Vô nu luôn, đã. Hên gã. Đâu còn bãi đáp bự ghê nha. Nè coi, nha coi nè. Đó. Đáp luôn. Đó, ủa bự ghê không. Nè coi. Đó, đâu ồ, cá bự. Mình thả xuống mình giết kìa. Đó, nó ăn luôn à. Đó, ồ, bụi chằn chằn nha. Đó, ồ, đâu ồ, cá rô. Ôi, ôi, cá rô. Mình kia luôn. Ồ, cá rô nha. Quá ể con cá không. Quá đã con cá luôn nha. Quá đã luôn. Rồi thôi mình gỡ. Mới làm đây còn bự lắm nha. Còn con nào ăn nha, còn nó kéo vô chỗ nữa, có, có, ồ, trời, con này bự hơn nữa nha, đó, đó, ồ, ồ, con cá gì đó, ồ, con cá, ồ, con cá khuy nha, ồ, con khuy bình đi luôn, lên luôn, ồ, ồ, con cá khuy, giờ mình tưởng con cá rô là vô một khúc thôi, ồ, ôi tưởng cá rô vô khúc đó. Ô có phi nha, quá ải nó thôi giả. Ăn luôn nha, đó lấy nè, đó xảy nó đi. Ui ui cá rô nha. Ui con nào nó quanh chi này. Ui cá rô nha. Quá đã rồi.
nào nó nút luôn, thôi mình gỡ mượn lên luôn nha, lên cái râu bự luôn. Ô con cá à, cái râu dạ ghen cũng khiếp con cá này. Rồi, thôi gỡ anh mượn. Ăn nha. Đó. Nó trộn tim nó. Nó tim nữa nè, đó. Đó. Ồ nó ăn lên tim hết rồi biết không? Ồ cá rô. Ồ bánh chi luôn nha. Cá rô sợ rớt luôn. Nó rớt. Đây 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 đây. Đây đây. Ồ ăn mà tim nó biết không? Cá rô quá đã không? Ở trong mấy cái lùm này cá bự nữa nha. Quá đã luôn. Thôi mình gỡ. Cái gì đây? Ồ, con cá gì bự lắm nha. Ồ, một con cá trê nha. Ồ, trê mặt rù luôn. Ồ, thôi. Này là có sâu thiệt rồi. Cá trê bự quá. Trê mặt rù luôn. Ồ, cá trê nha. Quá đáng cá trê. Trê trê gì mà mập quá. Hành gỡ nha. Ăn luôn nha. Đó. Ôi giời ơi, xảy ra. Chiếu ăn nha, nó chạy đi, cái lù một lù ha. Đã ăn nha, hôm nay một ú hơn cả. Lấy nè, con cá gì đang thui lùi, ừ, con cá rô mình đang thui lùi mà, thằng gã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn nha. Kéo kéo chạy vô, kéo chạy vô kia luôn rồi, nó kéo chạy vô trong đó luôn, dính luôn nha, dữ nữa, chắc phải xuống gỡ quá. Còn dính nha, lên lục lên luôn nha, có cái gì biết lên luôn, cái bành kim. Dướng dê rồi thằng giả ăn luôn nha, mới để xuống ăn luôn chưa kịp nhấp nữa. Khó cầu nha, để xuống ăn luôn thằng giả. Ăn luôn nha. Ôi. Ăn luôn nha. Nó ăn luôn. Ăn nha, nó ăn dữ, bự lắm nha, đó, đó. Đó đã. Hành gà. Gỡ nha. Ăn luôn nha. Nó kỳ luôn. Ăn nha, nó gịch dưới, nó gịch dưới đó, đấy nè, nhấp nó gịch gịch dưới. Ăn ngon nha, thành cả rồi rút luôn cả nhà ơi. Đây có mười luôn. Mười đang nhiều à, mười cũng hơn nửa thùng luôn nha, cá bự không, mười đang
quá trời rồi đó. Luôn nó nấy không? Rồi rút luôn. Rồi tới đây luôn. Rồi đây luôn. Một thùng cá luôn. Con cá rô phi bự dữ rồi. Ừ, cá rô phi nãy dính tưởng nó con cá rô vô rồi. Cá trê mập lúc luôn nha. Rồi thôi anh em mình rút luôn. Rồi đây là như đó là dư vốn rồi. Rồi rút luôn nha.